kính thưa quý khán giả giải pháp sống chung với kênh đảo phù nam của campuchia đây chính là tiêu điểm sẽ được báo sài gòn đầu tư tài chính phân tích trong bản tin chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay thông qua phân tích của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn minh hòa nguyên giám đốc mạng lưới phát triển đô thị bền vững châu á tại việt nam bây giờ mời quý khán giả cùng bắt đầu theo dõi thưa quý khán giả, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa nhấn mạnh nhiều lần rằng đã đến lúc Việt Nam phải tính đến nền kinh tế nước mặn ở đồng bằng sông Kiều Long, nếu không sẽ không còn thời gian. Bởi lẽ, chính phủ Campuchia đã chính thức khởi động kênh đào Phù Nam, Tích Chô, vào ngày mùng 5 tháng 8 năm 2024 thay vì năm 2025 như dự tính ban đầu. Trước đó, Ủy ban Sông Mekong và Bộ Ngoại giao Việt Nam muốn phía Campuchia cung cấp thêm thông tin về dự án này và nên có thêm tham vấn của việt nam và các tổ chức quốc tế về phía việt nam cũng muốn trì hoãn thời gian khởi công để campuchia tính toán lại thiệt hại nhưng phía campuchia khước tự cung cấp thêm thông tin và mọi tham vấn từ bên ngoài họ cho rằng dự án không ảnh hưởng nhiều đến đồng bằng sông cửu long của việt nam và đây là dự án làm trên đất campuchia nên có quyền khởi công không thay đổi thiết kế như vậy mọi chuyện về kênh đào phù nam techo dường như không có cơ hội nào cho sự thay đổi vì thế chúng ta nên bàn xem đối phó như thế nào và đã đến lúc phải tính đến một nền kinh tế nước mặn ở đồng bằng sông Cửu Long bởi lẽ nguy cơ đồng bằng sông Cửu Long sẽ nhiễm mặn khi kênh đào phụ Nam đi vào hoạt động. Đồng bằng sông Cửu Long rộng 41.000 km2 với 13 tỉnh thành, trong đó có 7 tỉnh giáp biển, hơn 60% diện tích của đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nước biển xâm nhập. Song do sự biến động của tự nhiên đã tạo cho người dân đồng bằng sông Cửu Long sống chung hài hòa giữa đất, sông và biển, sự cân bằng lý tưởng và dựa vào đó họ canh tác từ đời này qua đời khác. Thực ra lợi thế của đồng bằng sông Cửu Long hàng năm nhận được khoảng 4.000 tỷ mét khối nước, khoảng 100 triệu tấn phù sa từ sông mekong. Công. Nhờ lượng nước lớn từ thượng nguồn đã đẩy nước biển ra và ngăn xâm nhập, tạo nên một vùng nước ngọt rộng lớn cho người dân canh tác trồng lúa nước, rau màu trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy hải sản nước ngọt. Thêm vào đó là mùa mưa hàng năm mang lại một lượng nước rất lớn, cũng góp phần vào việc phát triển nền nông nghiệp lúa nước, tạo ra vùng đồng bằng giàu có, thịnh vượng. Nhưng chừng 10 năm trở lại đây, tình hình đã đổi khác một cách rất khắc nghiệt. Đồng bằng sông Cửu Long không còn nhiều nước ngọt, diễn biến khí hậu thời tiết thay đổi không còn theo quy luật nữa. Ở thượng nguồn, Trung Quốc xây dựng 12 đập thủy điện và nhiều hồ chứa nước cực kỳ lớn đã chặn dòng và giữ lại hàng chục tỷ mét khối nước. Lào cũng làm đập thủy điện Sayabouri trên dòng chính của sông Mekong. Những công trình này khiến cho lượng nước chuyển về vùng Hạ Lưu là đồng bằng sông Cửu Long giảm đi rất nhiều. Thêm vào đó là sự biến đổi khí hậu thất thường, mưa muộn hơn, lượng mưa giảm đi, nắng nóng và khô hạn nhiều hơn. Đồng bằng sông Cửu Long bị tổn thương nghiêm trọng, nay lại bị bồi thêm một cú nữa là công trình kênh đào Phụ Nam Tết Châu, có thể làm cho vùng đất này đã khó càng thêm khó. Theo thiết kế, Kênh đào Phù Nam Tích Châu dài 180 km, rộng 100 m ở Thượng Lưu và 80 m ở Hạ Lưu, có độ sâu 5,4 m, còn độ sâu thông thuyền là 4,7 m, đáp ứng giao thông hai chiều và có thể đón tàu có trọng tải lên tới 3.000 DWT. Hiện nay, các chuyên gia đưa ra những nhận định khác nhau. Có người cho là sau khi kênh đào đi vào hoạt động, sẽ khiến lượng nước từ sông Mekong về miền Tây có thể giảm 50%, có chuyên gia cho là 30%. Có thể ý kiến chưa thống nhất, nhưng có một điều chắc chắn là lượng nước từ sông Mê Công về đồng bằng sông Sô Cửu Long sẽ giảm sâu. Con kênh này được thực hiện theo phương thức BOT với kinh phí tạm ước tính là 1,7 tỷ đô la Mỹ và sẽ đưa vào hoạt động năm 2028. Điều đó cho thấy nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu đồng bằng sông Cửu Long khô hạn thì kênh này cũng hoạt động bình thường vì nó sẽ nhận được sự tiếp sức từ hệ thống các hồ đập thủy điện thượng nguồn xả nước ứng cứu. Không bao giờ họ để con kênh này cạn nước. Trong các ý kiến của chuyên gia có một ý kiến rất đáng quan tâm, đó là của Phó giáo sư tiến sĩ Lê Tuấn Anh, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ. Ông cho rằng đã đến lúc cần phải chủ động xây dựng các mô hình thuận thiên, tức là xây dựng nền nông nghiệp nước mặn nhằm giúp các địa phương, người dân sống cùng hạn mặn. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có nước ngọt từ sông Mekong và lượng mưa ít đi hoặc có mưa nhưng muộn, trong khi đó các đập ngăn không cho mặn vào bên trong nội địa. Cách đây hơn 10 năm các chuyên gia biến đổi khí hậu hàng đầu trên thế giới có khuyến cáo khi nước biển dâng cao từ 0,5 đến 0,7 mét, người dân phải thay đổi phương thức sản xuất thay vì sản xuất lúa nước sẽ phải chuyển qua nghề nuôi cá biển, nuôi trồng các loại rong tảo biển và các loại thực vật nước mặn chứ không thể bỏ đi vì sẽ tạo làn sóng di cư khổng lồ đến vùng đất cao gây ra khủng hoảng xã hội. Cần nhanh chóng thay đổi cây trồng vật nuôi, không nên cố chấp giữ lại những gì không còn phù hợp nữa. Tiến sĩ Đào Phú Quốc, Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững và Đa dạng Sinh học Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng sầu riêng, chôm chôm, cam, quýt, bưởi và nhiều giống lúa sẽ sớm biến mất khỏi đồng bằng sông Cửu Long vì hạn mặn ngày càng tiến sâu vào đất liền. Cụ thể, ngưỡng chịu mặn của sầu riêng vào khoảng 0,64 phần ngàn, tức mỗi lít nước có 0,64 gram muối ngưỡng chịu mặn của chôm chôm là 1,28 phần ngàn. Trong khi đó, nước tại các cửa sông nhiễm mặn đến 4 phần ngàn, tức mỗi lít nước có đến 400 muối. Theo tiến sĩ Đầu Phú Quốc, xâm nhập mặn là điều không thể tránh khỏi, do đó cần biến thách thức thành cơ hội. Đó là có nhiều loại thủy sản giá trị kinh tế phù hợp với môi trường nước lợ, nước mặn, giàu khoáng như tôm thẻ chân trắng, cá rô phi, một số loài nguyễn thể có giá trị xuất khẩu. Với càng trái, đơn cử mảng cầu chịu mặn tốt và có nhiều giống lúa mới chịu được độ mặn cấp 5, tương đương 12,5 phần ngàn. Còn theo phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, chương trình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao của chính phủ có thể bị ảnh hưởng do đặc điểm nguồn nước thiếu hụt và suy giảm sức khỏe đất, đặc biệt vào vụ đông xuân. Thiếu hụt nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ ảnh hưởng hàng chục dự án ứng phó biến đổi khí hậu và dự án xóa đói giảm nghèo đã và đang triển khai. Cũng cần nói thêm, Năm nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long chứng kiến tình trạng sụt lún sạt lở kinh hoàng nhất từ khi con người bước chân đến vùng đất này. Hầu như các tỉnh đều xuất hiện đường xá, cầu cống bị sụt, lún, đường bị nứt gãy ngang dọc. Những quãng đường bê tông kiên cố, trải nhựa dài hàng km bị tụt xuống sâu hàng mét, tạo ra những hố sâu, khe nứt, hàng nghìn ngôi nhà bị sụp đổ, xuống sông bị nứt đổ cho dù không bị bão hay động đất. Nguyên do là khi không có nước, dù nước mặn hay ngọt, thì làm mất lớp đệm mềm bên dưới lòng đất. Bên dưới lòng đất là các mạch nước, túi nước, vỉa cát, túi bùn, túi khí và các vỉa đất. Chúng kết lại với nhau nhờ có nước để tạo thành một cái nền. Một khi không có nước hay lượng nước giảm đi, làm cho túi bị rỗng. Các túi bùn vỉa cát co ngót lại, tạo ra khoảng rỗng, nên các công trình dễ sụp đổ. Do vậy, nếu không có nước ngọt, phải chấp nhận nước mặn để ổn định nền móng, đồng thời có không ít ý kiến cho rằng nên tính toán lại việc làm các đê bao, cửa cống ngăn mặn sau cho hợp lý. Kính thưa quý khán giả, cũng liên quan đến kênh đào Phủ Nam, không chỉ có đồng bằng sông Cửu Long, mà cần cân nhắc với quy mô các cảng quốc tế ở khu vực Đông Nam Bộ. Bởi lẽ có một điều hầu như không ai nói đến là khi kênh đào Phủ Nam Tích Châu đưa vào hoạt động, sẽ ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh tế vùng Đông Nam Bộ? Một trong số các chức năng quan trọng nhất của kênh đào Phù Nam Tết là tạo ra một con đường vận tải thủy nối sông Mekong với biển ở Campuchia, với mục tiêu giảm sự phụ thuộc của Campuchia vào tuyến sông Cửu Long đi qua lãnh thổ Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và hành khách giữa Campuchia và các quốc gia khác. Cảng Cát lái và cảng cái mép thì phải được gọi là cảng trung chuyển quốc tế, nhưng lượng hàng trung chuyển quốc tế tại cái mép thì phải còn rất thấp, chỉ chiếm 5% tổng sản lượng thông qua hàng năm chủ yếu là hàng xuất nhập khẩu từ Campuchia. Với hàng hóa xuất khẩu của Campuchia đến Bắc Mỹ và châu Âu, được trung chuyển qua cảng Cát lái, cái mép thì phải, với một số lượng khá lớn. Hiện một năm, tổng lượng hàng hóa qua các tuyến giao thông thủy của Campuchia và Việt Nam khoảng 20 triệu tấn một năm. Còn hàng nhập khẩu vào Campuchia cũng được đưa đến cảng Cát lái hoặc cái mép, sau đó chuyển sang xà lan đi ngược sông Công để sang cảng Phnom Penh. Như vậy, chỉ sau 4 năm nữa, tức từ năm 2028, Campuchia sẽ không làm ăn với các cảng của Việt Nam vì họ có con đường riêng qua kênh đào Phù Nam Tết Còn các nước Đông Nam Á đều có hệ thống cảng biển riêng của họ với quy mô lớn, với bạn hàng truyền thống lâu đời. Chẳng hạn Thái Lan có cảng Bangkok, Songkla, Laem Chaban, Malaysia có cảng Port Klan, Tanjun Cochin, Singapore có cảng Tanjung, Paga, Kepuwa, Tuas, Basi Banyan Terminal, Pasi Phanjangwas, Còn Indonesia có một hệ thống cảng hùng hậu với chín cảng Belawan, Jakarta, Surabaya, Bitun, Balibaban, Makassar, Balembang, Banyan Fort, Samarang. Kính thưa quý khán giả, để khép lại bản tin này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa kết luận rằng đến năm 2028, với 4 năm còn lại, là một khoảng thời gian rất ngắn khi kênh đào Phù Nam đưa vào hoạt động thì những hệ quả sẽ phát sinh. Do vậy, cần chuẩn bị ngay từ bây giờ, nếu không sẽ muộn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại!